Hồ Quang Hiếu xuất hiện buồn bã sau chia tay với Bảo Anh. Đây là lần đầu tiên Hồ Quang Hiếu xuất hiện sau khi chia tay mối tình lãng mạn 2 năm với Bảo Anh. Vài ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì thông tin tan vỡ giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Sở dĩ mọi người đứng ngồi không yên vì đây là cặp đôi khá đẹp và khi yêu cũng hết sức lãng mạn. Người quyết định chia sẻ chuyện dừng lại mối quan hệ tình yêu của cả hai chính là Hồ Quang Hiếu. Anh đã đăng tải một dòng trạng thái khá buồn khi quyết định đường ai nấy đi với bạn gái. Sau ít ngày xảy ra câu chuyện, mới đây Hồ Quang Hiếu bất ngờ xuất hiện trong một chương trình âm nhạc. Tại sự kiện này, giọng ca không cảm xúc, diện bộ vest mảnh bao, và đây cũng là lần đầu tiên anh lộ diện sau khi chia tay bạn gái. Nam ca sĩ xuất hiện sau ồn ào chuyện tình cảm xảy ra thời gian gần đây, cả anh và bạn gái là nữ ca sĩ Bảo Anh vừa quyết định kết thúc một mối quan hệ kéo dài 2 năm. Theo Hồ Quang Hiếu, lý do chính khiến cả hai chia tay là khoảng cách và quan niệm sống đã không còn đồng điệu. Trong hậu trường của chương trình, Hồ Quang Hiếu đã có những trải lòng về chuyện tình cảm thời gian qua. Hồ Quang Hiếu nói, khi quen nhau không ai nói trước được điều gì, hiện tại chúng tôi đã kết thúc. Khán giả không nên suy nghĩ quá nhiều những câu chuyện bên lề giữa tôi và bạn gái. Anh mong khán giả hãy quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của anh nhiều hơn là các câu hỏi chuyện tình cảm. Về phía Bảo Anh, dù chia tay nhưng cô vẫn dành lời có cánh cho bạn trai cũ. Cô chia sẻ chia tay vì chính nữ ca sĩ cảm thấy mình không còn làm bạn trai thấy được mình là một điều quan trọng với anh ấy. Đồng thời Bảo Anh cũng tâm sự, Hồ Quang Hiếu là người đàn ông tốt và yêu thương cô. Trong suốt 2 năm hẹn hò, cặp đôi đưa nhau đi du lịch khắp nơi từ Á đến Âu. Tuy nhiên những khung cảnh ngọt ngào như thế này giờ đây chỉ còn là ký ức đẹp của cả hai và khán giả. Chán với mức độ xì tin nhí nhảnh của thân mẫu các sao Việt. Ngay cả fan của các sao Việt cũng thích thú khi được gặp gỡ trò chuyện với những bà mẹ xì tin này. Mẹ nhí nhảnh của Khởi My. Mẹ Khởi My hay được gọi với tên thân mật là Má Năm, người luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ trên suốt mọi chặng đường trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Mặc dù đã lớn tuổi, song cũng như cô con gái của mình, Má Năm luôn vui vẻ, trẻ trung và hài hước. Đặc biệt, độ xì tin khi chụp ảnh tự sướng của bà cũng không hề thua kém cô con gái nổi tiếng. Má Năm chụp ảnh tự sướng đúng kiểu theo phong trào chu môi với giới trẻ. Mẹ của Khởi My cũng rất nhiệt tình hợp tác với cô trong việc ghi lại khoảnh khắc nhí nhảnh. Dù tuổi đã cao nhưng mẹ Khởi My lại hết sức vui vẻ và dễ dàng hòa hợp với bạn bè của các con. Vì vậy, mọi người luôn gọi Má Năm là một người bạn đáng yêu, đồng hành trong mọi cuộc vui với họ. Mẹ trẻ trung của Khe Vinh Khánh. Mẹ của Khe Vinh Khánh và cũng chính là mẹ chồng Khởi My trong ít ngày nữa. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung mà còn có tính cách khá xì tinh, sành điệu. Mẹ ruột Khe Vinh Khánh tên là Lê Thu Vân, cũng chính là mẹ Khởi My. Cô được các con và người hâm mộ gọi thân mật là Má Vân. Mái tóc ngắn, trang phục trẻ trung nhưng vẫn sang trọng và các trang điểm tự nhiên khiến cho người ngỡ ngàng vì sự trẻ trung của mẹ chồng Khởi My. Được biết, Má Vân thường xuyên sử dụng mạng xã hội để cập nhật tình hình, hình ảnh của các con. Nếu mẹ Khởi My thường xuyên đi cùng con trong các chuyến công tác, thì Má Vân cũng là người tháp tùng Khe Vinh Khánh trong những chuyến đi xa. Hai mẹ con khá thân thiết nên Má Vân cũng thường xuyên lên sóng cùng Khe Vinh Khánh. Mẹ hài hước của Bích Phương. Nếu như Bích Phương được khán giả yêu mến bởi tính cách khá nhí nhảnh và được mệnh danh là thánh lầy sau Bích Việt bởi những phát ngôn, biểu cảm hài hước, thì mẹ của nữ ca sĩ cũng khá thú vị không kém. Trên trang cá nhân của mẹ Bích Phương, cô luôn thu hút mọi người bằng những dòng trạng thái đậm chất xì tinh và những câu nói rất bá đạo. Mẹ Bích Phương khá trẻ trung so với độ tuổi thật của mình. Mẹ Bích Phương thu hút sự chú ý của mọi người vì cách nói chuyện rất hài hước. Cô cũng thường xuyên chê bai con gái bằng giọng điệu đáng yêu. Mẹ xì tinh của Bảo Anh. Như mọi người vẫn hay nói, Bảo Anh xinh đẹp một phần nhờ hưởng được gen di truyền từ mẹ. Nhan sắc của mẹ Bảo Anh luôn khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu gặp gỡ. Bên cạnh đó, mẹ của Bảo Anh còn nổi tiếng với sự trẻ trung từ nhan sắc tới gu thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, Bảo Anh luôn được mẹ chăm sóc mọi lúc mọi nơi.
mẹ Bảo Anh không ngại đáp trả anti-fan thay cho con gái trên mạng xã hội. Mới đây, mẹ của nữ ca sĩ còn âm thầm cùng các fan lên kế hoạch tổ chức sinh nhật mừng tuổi 25 cho con gái tại nhà riêng. Nhìn lại hành trình 2 năm yêu nhau ngọt ngào và đáng yêu của Diệu Nhi Anh Tú. Dù không quá ồn ào về mặt truyền thông, nhưng người hâm mộ vẫn chú ý đến Diệu Nhi Anh Tú vì sự đáng yêu của họ. Diệu Nhi Anh Tú là cặp đôi diễn viên trẻ đều bước ra từ sân khấu kịch và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng. Trước đây Diệu Nhi nổi tiếng với những vai diễn hài hước cùng tính cách có phần tưng tửng trên màn ảnh, cũng như các nhân vật thể hiện trên sân khấu kịch. Nhiều khán giả đoán rằng sẽ rất hiếm người phù hợp với tính cách của cô. Tuy nhiên thời điểm đó mọi người đều bất ngờ trước mối tình cùng một nam diễn viên điển trai, Anh Tú. Dù anh chàng kém Diệu Nhi 2 tuổi, trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi luôn làm người hâm mộ đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc thân mật xen lẫn sự hài hước đáng yêu. Anh Tú Diệu Nhi cũng từng có màn tỏ tình trên sân khấu cực gây ấn tượng với khán giả. Mối tình của Diệu Nhi và Anh Tú xuất phát từ nơi làm việc chung của cả hai là một sân khấu kịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó họ có dịp đi quay các chương trình ở ngoài và có thêm thời gian để trò chuyện cùng nhau. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi nhưng ít ai nhận thấy điều này, bởi lẽ họ khá xứng đôi về ngoại hình. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên cùng nhau đi dự sự kiện. Họ còn có một số dự án kết hợp chung, tuy nhiên vẫn chưa có vai diễn nào mà cả hai làm tình nhân trên màn ảnh. Ngoài diễn xuất, anh Tú còn rất đam mê ca hát. Dù hát chẳng hay, nhưng Diệu Nhi vẫn chiều người yêu bằng cách cùng anh cover các ca hút hít. Sở thích nổi bật nhất của cặp đôi này chắc chắn là diện đồ đôi, đi đến đâu, cả hai cũng chọn những trang phục giống nhau. Đây cũng là một hành động hết sức đáng yêu trong chuyện tình cảm của hai người. Vì khá bận rộn với công việc nên cặp đôi dành thời gian cho nhau bằng cách đi du lịch sang nước ngoài, vừa kết hợp nghỉ ngơi, lẫn ghi lại khoảnh khắc tình tứ. Anh Tú còn rất cam chịu để người yêu thoải mái hóa trang cho mình. Cả hai đồng hành cùng nhau ở cả công việc lẫn đời sống, họ thường làm khán giả thấy thú vị bởi những màn tạo dáng bá đạo. Từ khi quen Diệu Nhi, anh dường như giảm đi phần nghiêm túc vì bị lây nét nhí nhố của bạn gái. Thời gian trước cũng xuất hiện tin đồn cả hai tan vỡ khi họ cùng bỏ theo dõi trên trang Instagram. Tuy nhiên khi ấy Diệu Nhi phủ nhận tin đồn này và cho rằng anh Tú đang tạo nét khuôn ngầu. Sở dĩ cả hai không muốn dính chặt lấy nhau vì họ đều có định hướng riêng trong công việc và cũng không muốn mọi người nhắc đến họ chỉ vì chuyện tình cảm. Tuy nhiên mới đây nhất, anh Tú đã chính thức thừa nhận họ đang có một số trục trặc về chuyện tình cảm. Cả hai đều muốn dành cho nhau một khoảng lặng để nhìn nhận lại mối quan hệ. Suốt mấy tháng nay, anh và Diệu Nhi không còn gặp gỡ hẹn hò đúng nghĩa, ngoài những lần vô tình chạm mặt trên phim trường. Chia sẻ mới nhất của anh Tú đang làm cho fan cảm thấy lo lắng nhiều cho mối quan hệ này. Còn về phía Diệu Nhi, cô không khẳng định, cũng không phủ nhận. Mọi người nghĩ sao cũng được. Tôi không muốn khán giả cho rằng mình đem chuyện tình cảm ra bia, đánh bóng tên tuổi. Sau thời gian cạch mặt, Lệ Quyên Hồ Ngọc Hà bất ngờ rạng rỡ chụp ảnh chung. Phải chăng Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên đã bỏ qua mối bất hòa, hàn gắn lại tình bạn như xưa? Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên từng là đôi bạn khá thân thiết ở showbiz Việt. Họ từng là bạn ngoài đời lẫn trong âm nhạc, khi cùng kết hợp nhiều lần trên sân khấu. Tuy nhiên đến năm 2015, đôi bạn đã đường ai nấy đi. Lệ Quyên cho biết giữa cô và Hồ Ngọc Hà có chút bất đồng. Thời gian sau này, cả hai từ chối nhắc đến nhau trước truyền thông và cũng gặp mặt nhau dù xuất hiện chung một sự kiện. Thậm chí có lần cả hai còn đá xéo nhau trên trang cá nhân. Tuy nhiên mới đây công chúng xôn xao khi biết cả hai sẽ cùng là khách mời với Đàm Vĩnh Hưng trong một đêm nhạc được diễn ra tại Hà Nội. Ngạc nhiên hơn khi hôm nay cả hai nữ ca sĩ cùng đàn anh Mr. Đàm chụp ảnh hết sức vui vẻ khi góp mặt trong cùng một sự kiện. Trước đó Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh là người duy nhất có thể khiến Hà Hồ và Lệ Quyên tạm bỏ qua hiềm khích. Phải chăng ông hoàng nhạc Việt đang cố gắng hàn gắn lại tình bạn đẹp giữa họ?
cựu thành viên Thủy Tiên cũng có mặt. Trong sự kiện, Kim Lý xuất hiện tình cảm bên Hồ Ngọc Hà. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng có mời cả hai nữ ca sĩ tham gia live show của anh. Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ thêm, dù đồng ý cùng tham gia chương trình, Hà Hồ và Lệ Quyên rất khó có thể chơi lại với nhau. Anh cũng không muốn đứng ra giảng hòa hay can thiệp, bởi cả hai đều trưởng thành và có quyết định riêng. Cũng có thể lần này Đàm Vĩnh Hưng đã thay đổi ý nghĩa và cố gắng giúp cả hai bỏ qua mâu thuẫn, xây dựng lại tình bạn như lúc xưa. Lộ thêm bằng chứng Tố Chi Vu đã giao kéo vòng 1. Vòng 1 của Chi Vu to bất thường trong thời gian gần đây khiến cô dính nghi án đã phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện. Dù sở hữu nhan sắc ngọt ngào đốn tim biết bao chàng trai, nhưng Chi Vu lại có vòng 1 khá khiêm tốn. Những hình ảnh mới nhất của Chi Vu trong MV mới, sản phẩm đầu tiên trong vai trò ca sĩ của cô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Mới đây Chi Vu đã tung ra đoạn clip hậu trường của sản phẩm âm nhạc này. Tuy nhiên bên cạnh những khoảnh khắc vô cùng nhăn nhít của cô, không ít người hâm mộ tinh ý nhận ra điểm khác biệt trong vóc dáng cô nàng. Diện thiết kế sẽ sâu táo bạo, Chi Vu khiến mọi người không khỏi chú ý trước vòng 1 nảy nở một cách rõ rệt, càng khẳng định việc cô can thiệp giao kéo. Dù chỉ tháng qua, nhưng rất nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra vòng 1 của hot girl nảy nở rõ rệt. Chi Vu vô cùng quyến rũ trong trang phục sẽ sâu táo bạo. Thời gian gần đây, nhược điểm vòng 1 của Chi Vu dường như đã khắc phục được trong loạt ảnh mới. Do đó, khá nhiều người cho rằng Chi Vu đã nhờ đến giao kéo để cải thiện vóc dáng. Kết hợp với những khoảnh khắc Chi Vu lộ vòng 1 nở nang trong đoạn clip hậu trường MV, cư dân mạng càng thêm tin rằng vào nghi vấn này. Vòng 1 của Chi Vu hiện tại vô cùng nở nang, tuy nhiên một số người hâm mộ lại cho đây là thành quả của những ngày tháng chăm chỉ tập luyện và ăn uống điều độ. Trước đó, Chi Vu có vòng 1 khá khiêm tốn,